của chính phủ Singapore, các nhà chức trách khẳng định đây là thông tin không chính xác. Họ đã yêu cầu quản trị viên trang mạng States Time Review đính chính nội dung bài viết, nhưng trang mạng này cho rằng họ ở nước ngoài nên không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Singapore. Sau đó, Singapore đã yêu cầu Facebook phải đính chính bài viết theo luật chống tin giả chính thức có hiệu lực ở Singapore từ tháng 10 năm 2019. Theo luật này, người vi phạm có thể đối mặt án tù lên đến 10 năm và tiền phạt 735.000 đô la Mỹ. Facebook đã phải khuất phục trước yêu cầu của chính phủ Singapore. Ngày 30 tháng 11, Facebook đã bổ sung thông báo đính chính tới bài đăng mà chính phủ Singapore khẳng định là thông tin sai sự thật. Như vậy, Facebook là công ty công nghệ đầu tiên phải tuân thủ theo luật của một quốc gia về chống tin giả. Luật chống thông tin giả mạo cho phép chính phủ Singapore yêu cầu các nền tảng trực tuyến gắn cảnh báo với những bài đăng bị cho là giả mạo. Chính phủ Singapore khẳng định, luật này là cần thiết để ngăn chặn tình trạng lan truyền thông tin giả mạo gây tổn hại trên các diễn đàn trực tuyến. Facebook thường chặn những nội dung bị các chính phủ cáo buộc vi phạm luật địa phương, với gần 1.800 trường hợp trên toàn cầu được ghi nhận trong vòng 1 năm tính đến tháng 6 năm 2019.